Netizen Trung Quốc ghen tị, như nào khi CEO Nvidia sang Việt Nam và quyết định đầu tư mạnh? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề CEO Nvidia đang ở đây, phố cổ Hà Nội về đêm càng sôi động hơn. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Cứ như thế này, người Quảng Tây chúng tôi sắp sang Việt Nam làm việc rồi. 2 năm trở lại đây, hai anh em họ của tôi đã sang Việt Nam làm việc. Tôi đã gặp một vài chàng trai Việt Nam, cách đây 2 năm và có vẻ như bây giờ họ đã quay trở lại đó. Trên thực tế, Việt Nam và Quảng Đông và Quảng Tây có cùng nguồn gốc và sự tách biệt chỉ là giả tạo. Thưa các bạn, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là Việt Nam và Quảng Đông Quảng Tây, về cơ bản có những phong tục sinh hoạt giống nhau và vẻ ngoài giống nhau. 1000 năm trước, người Quảng Tây làm ăn với người Việt, nhưng họ hầu như chưa bao giờ làm ăn với người Hà Nam, Sơn Đông và các vùng phía Bắc khác của đất nước. Bạn không thể đi đến đó làm việc, Nvidia chỉ yêu cầu bằng thạc sĩ. Về Việt Nam chặt mía, hái vải thôi. Việt Nam là ngôi sao tương lai của châu Á. Chứng khoán Việt Nam chắc chắn đáng đầu tư lắm. Hôm nay anh Hoàng không mặc áo khoác da, chắc trời hơi nóng. Ông Hoàng mặc đồ da quanh năm trừ khi về Việt Nam. Ông ấy không cần người bảo vệ và vệ sĩ sao? Thứ này chỉ có ở Trung Quốc. Tôi đi bất động sản để nạp năng lượng cho 200 người mỗi ngày. Việt Nam cất cánh rồi. Hãy nhanh chân và nắm bắt cơ hội thật nhanh nhé. Trên thực tế, Việt Nam có quốc hội và là thành viên của CPTPP. Có vẻ như người Việt Nam không biết sản xuất chip cần gì nhỉ. Tôi lại thấy Việt Nam thực sự đang phát triển rất nhanh. Tôi mới từ Việt Nam trở về. Chỉ những nhân viên ngành dịch vụ bình thường mới có thể nói tiếng Anh cơ bản. Nhiều người trong số họ còn có thể nói được tiếng Hàn và tiếng Trung. Điều này thực sự ấn tượng. Điều đáng sợ là truyền thông trong nước đang làm tê liệt giới trẻ chúng ta. Việt Nam sẽ cất cánh trong vài năm tới. Các bạn ơi, tôi cần biết tại sao Nvidia lại sang Việt Nam. Tôi cần biết trí tuệ nhân tạo tiêu tốn điện năng đến mức báo động như thế nào. Việt Nam tuyển hết người Trung Quốc làm việc được không? Sẽ có nhiều người Trung Quốc đi làm ở đó. Họ sẽ không bị giới hạn ở trong đất nước của mình, phải không? Đánh giá từ việc Việt Nam sẵn sàng từ bỏ môn toán nhưng cũng học tốt tiếng Anh, Việt Nam đã sẵn sàng để cất cánh. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói rằng bạn có thể thành công bằng cách từ bỏ môn toán. Các nhân viên an ninh ước tính họ đã kiểm tra và đánh giá an toàn trước đó hàng tuần. Người ta ước tính rằng những thực khách có mặt tại hiện trường đều ăn mặc như nhân viên an ninh. Không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam sẽ là quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á trong 20 năm tới. Vẫn có thể trở thành nước phát triển nữa. Nếu Trung Quốc đạt đến thời điểm đó, bạn nghĩ Việt Nam còn có thể phát triển được không? Điều đáng mừng bây giờ là bên cạnh đã có nước lớn ổn định. Chắc chắn họ sẽ cất cánh sau 10 năm nữa thôi. Họ luôn là chúa tể nhỏ ở Đông Nam Á. Tôi không nhận ra rằng cả Hoa Kỳ và đất nước tôi đều đánh bại họ. Về việc tại sao họ không tấn công các nước khác, đó là vì những nước nhỏ đó có thể ngoan ngoãn mà không cần dùng vũ lực. Việt Nam có sức mạnh nhưng không nhiều nên không đánh sẽ là bất tuân. Có hy vọng cho Việt Nam. Kinh doanh bằng cách chiếm đường phố sao? Tôi lại nghĩ họ đang kinh doanh tốt, và để mọi người kiếm tiền là con đường nên đi nhất. Liệu Việt Nam có phải là xu hướng tiếp theo không? Bạn sản xuất và bán cho ai để kiếm bộn tiền đây? Bán cho Mỹ, châu Âu, châu Phi. Hãy nghĩ đến thế hệ phụ nữ tiếp theo của chúng ta sẽ đến Việt Nam làm vợ. Tôi thấy đau lòng quá. Không thể thế được, đừng lo lắng. Họ thật tê linh hoạt, thực dụng và hiệu quả. Đây là vốn từ vựng đặc biệt của chúng ta và không thể sử dụng bừa bãi. Đà tiến của Việt Nam là không thể ngăn cản. Lúc đó tôi sẽ về Việt Nam làm việc. Tỷ lệ thâm nhập tiếng Anh ở Việt Nam rất cao. Khi đi du lịch ở Việt Nam điều tôi hài lòng nhất là đồ ăn, nó thực sự tuyệt vời. Xin ban phước lành cho nhân dân Việt Nam. Thực phẩm Việt Nam không độc hại chút nào. Bạn có nghiêm túc không? Điều này là không thể. Bây giờ công ty nước ngoài rút lui, không còn ai đầu tư. Tất cả những người thất bại đều nói doanh nhân là không đáng tin cậy. Lần đầu tiên tôi đánh giá cao Việt Nam một chút. Đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào? Có quỹ chứng khoán thị trường tia nhong Việt Nam nhưng hiệu quả hoạt động ở mức trung bình. Vậy chip được bán cho ai? Điện thoại di động, ô tô, máy tính, robot thông minh, máy bay không người lái và thậm chí cả tên lửa đều sử dụng chip. Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu quốc gia không? Họ đang bán các đồ họa cho ai? Tất cả đều đang khan hiếm. Bạn hẹp hòi quá, còn tùy người khác có bán hay không? Cho dù bạn biết một chút về nó, bạn cũng sẽ không nói như vậy. Môi trường kinh doanh Việt Nam đã cải thiện rất nhiều. Thậm chí vượt xa sự tưởng tượng của bạn. Đi và tìm hiểu thêm nhé mọi người. Nếu tôi không muốn hiểu thì họ liên quan gì đến tôi?
Nếu bạn ghen tị thì hãy để nó qua đi, tôi không ghen tị đâu. Bạn không thích khi họ phát triển sao? Tôi cảm thấy quê hương tôi đã rất tốt đẹp và đã làm được điều mà hầu hết các nước khác không thể làm được. Có lẽ người Việt Nam không biết một hãng chip sẽ phải bồi thường bao nhiêu nếu bị mất điện trong quá trình sản xuất. Tại sao lại có sự cố mất điện xảy ra ở đó? Vì họ không có điện. Chúng ta cũng cấp điện cho họ. Có sự phong tỏa công nghệ cao nào trong sản xuất điện sao? Bạn nghĩ chỉ chúng ta mới biết làm sao? Sản xuất điện siêu tới hạn là công nghệ bị hạn chế xuất khẩu. Các nước phát triển muộn về cơ bản là không thể có được. Dù thế nào đi nữa, tôi không tin rằng nhà máy của Nvidia sẽ bị mất điện. Chỉ có làng chúng tôi bị mất điện mà thôi. Chỉ bằng cách thực dụng, bạn mới có thể có được sự ưu ái và tin tưởng. Họ phụ thuộc vào giá cung cấp điện của lưới điện miền Nam Trung Quốc. Đối với loại dự án nghiên cứu khoa học quy mô lớn này, họ sẽ cung cấp các nhà máy điện của riêng mình, nơi sẽ trực tiếp cấp điện cho họ. Cái gì được sử dụng để tạo ra điện? Dùng gì để truyền điện? Việc sản xuất nhiệt điện cần có một bộ máy phát điện, hãy đoán xem bây giờ ai có thể chế tạo được nó. Không chỉ chúng ta có thể tạo ra điện đâu bạn. Bạn không biết điều đó, nhưng Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về sản xuất nhiệt điện, và nước này không còn xuất khẩu nữa. Hoàn toàn dập tắt cơ hội cho người khác có được năng lượng giá rẻ. Trung Quốc đã nhập khẩu hàng trăm máy quang khắc trong những năm gần đây, và vô số con chip đã trở nên phổ biến. Việt Nam nhập khẩu nhiều chiếc như vậy. Quảng Đông chắc hẳn đã nhìn ra thế giới rồi. Ai chưa biết thì tôi thêm thông tin Việt Nam sắp sản xuất được chip 3 nanomet rồi. Có bao nhiêu công ty tỷ USD ở Trung Quốc phá sản trong năm nay, hàng chục triệu công ty phá sản, doanh nghiệp nhỏ phá sản. Việt Nam không có nhiều người có trình độ như vậy. Chúng ta có nhiều người hơn có thể giải quyết được nhiều việc. Theo quy mô dân số của Việt Nam, không cần đạt GDP bình quân đầu người 30.000 đô la Mỹ để trở thành nước phát triển, chỉ cần GDP bình quân đầu người vượt quá 20.000 đô la Mỹ, tổng số có thể vượt qua Hàn Quốc. Họ có dân số và địa lý tốt hơn Hàn Quốc và sẽ vượt qua Hàn Quốc nếu đi theo xu hướng văn minh thế giới. Tất cả dự trữ ngoại hối của chúng ta và số tiền dư được đã đạt đến mức sống bình quân đầu người của các nước phát triển, nhưng chúng không thể mang về sử dụng được. Tôi hiện đang làm việc tại Việt Nam. Các bạn có thắc mắc gì không? Có đúng Douyin nói Việt Nam sẽ vượt Trung Quốc sau 10 năm. Vậy khi nào Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ bị vượt mặt? Tôi không phải là blogger Douyin, cũng không có kiến thức và hiểu biết sâu về kinh tế, chính trị nên không thể trả lời câu hỏi này. Lời nói ngoại giao rất quen thuộc. Điều đó là không thể trong 10 năm nữa. Khoảng cách về quy mô là rất lớn. Không thể nào, toàn bộ GDP của Việt Nam hiện nay mới chỉ tương đương Quảng Châu. Tôi không thể trả lời là câu trả lời cuối cùng, tôi hiểu điều đó. Lương cơ bản ở đó bao nhiêu? Hầu hết mọi người kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng? Làm thêm giờ có nghiêm trọng không? Trên Douyin nói Việt Nam phụ thuộc vào điện của Trung Quốc. Điều này có đúng không? Công ty của tôi sản xuất các sản phẩm điện. Khi công ty chuyển đến Việt Nam và thu nhập của chúng tôi bị cắt giảm một nửa. Có thương hiệu cao cấp địa phương nào ở Việt Nam không? Có nên về Trung Quốc tìm vợ không? Làm thế nào để đến Việt Nam làm việc? Nếu bạn đã từng đến đó, bạn sẽ biết rằng việc chú ý đến sự an toàn bên ngoài liên quan đến nhiều khía cạnh. Ngoài ra, người nước ngoài không được phép nắm giữ bất động sản tại Việt Nam. Dựa trên các bình luận được liệt kê, có thể tổng hợp một số kết luận về suy nghĩ của netizen Trung Quốc đối với Việt Nam như sau. Nhiều người công nhận rằng Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng trở thành ngôi sao mới của châu Á. Một số người ghen tị khi thấy Việt Nam thu hút đầu tư quốc tế lớn như Nvidia và có môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện. Một số bình luận nhấn mạnh sự tương đồng giữa Việt Nam và các tỉnh phía Nam Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Tây, về phong tục tập quán và lịch sử. Quan điểm này cho thấy họ cảm thấy gần gũi, nhưng cũng mang chút tự hào về mối liên kết văn hóa. Có những ý kiến hoài nghi về khả năng cạnh tranh và trình độ kỹ thuật của Việt Nam, ví dụ như việc sản xuất chip hoặc phát triển cơ sở hạ tầng điện năng. Một số người vẫn giữ định kiến rằng sự phát triển của Việt Nam phụ thuộc vào nguồn lực từ Trung Quốc. Nhiều người thảo luận về khả năng làm việc tại Việt Nam, coi đây là một thị trường tiềm năng cho lao động từ Trung Quốc. Có sự chú ý đặc biệt đến ngành dịch vụ và khả năng sử dụng ngoại ngữ của người Việt, điều khiến họ ấn tượng. Việt Nam được nhìn nhận là một quốc gia đang thu hút đầu tư từ các công ty lớn và trở thành trung tâm sản xuất mới của khu vực. Một số người xem Việt Nam là đối thủ tiềm năng trong tương lai, với tốc độ phát triển không thể ngăn cản. Một nhóm netizen cho rằng Việt Nam có thể vượt qua Trung Quốc ở một số lĩnh vực trong tương lai, trong khi nhóm khác phủ nhận khả năng này, nhấn mạnh sự khác biệt về quy mô và năng lực. Netizen Trung Quốc có góc nhìn đa chiều về Việt Nam, từ ngưỡng mộ, ghen tị đến hoài nghi và phân tích thực tế. Họ công nhận Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng nhấn mạnh những thách thức và khoảng cách so với Trung Quốc.